Xin chào các bạn đã quay trở lại với căn bếp của Nhòm Nhèm cùng với Erin. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món ăn vặt mà đang được các bạn trẻ săn lùng, đó chính là món da heo lắc. Ngon nhưng lại rất dễ làm. Và các bạn đừng quên đón xem chương trình Nhòm Nhèm để biết thêm nhiều món ăn hấp dẫn khác. Xin chào.